Hello, what is good everybody? Welcome back to my channel and this is your boy. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Joker Nguyễn và Baby, that's right. Thì dạo gần đây thì chúng ta nói về beef rất là nhiều rồi, nghe nhạc dissing rất là nhiều rồi. Thì tối ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 thì Rubber vừa ra một cái sản phẩm mới luôn, tên là Deadline. Trời ơi, tôi không biết là có ai dí Deadline ổng hay không, nhưng mà ổng không thèm ra một cái teaser trước luôn. Tại vì tôi đang lướt YouTube nè, thì tôi thấy là ôi, tự nhiên ra một cái sản phẩm mới. What the fuck? Và cái sản phẩm này vừa ra mắt vào một tiếng trước luôn. Và tôi không hề biết trước là sẽ có sự xuất hiện của cái sản phẩm này. Thì ngày hôm nay, một người fan, một gọi là một cái thuyền viên thân thuộc của mấy ông, hôm nay tôi sẽ cùng mấy ông sẽ ngồi xem coi sản phẩm này chúng ta sẽ có cái gì. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì cũng là tháng 6 rồi, thì chúng ta đã đi được phân nửa năm của 2023 rồi. Thì tính riêng 2023 này thì thực sự là nói về cái năng suất của Rubber thì phải công nhận là Rubber năm nay là ra sản phẩm cực kỳ thường xuyên luôn. Và cái năng suất nó quá cao luôn. Và nó đi đôi với cái việc là cái chất lượng sản phẩm của Rubber nó cũng tăng theo thời gian nữa. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại mà cái bài mà tính trong năm 2023 thì cái bài mà tôi nghĩ là hay và kiểu để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất sẽ là cái bài mà Dear Love và cái bài 2022. Tôi biết tôi có đọc lộn nè. Thì hai cái bài đó là hai cái bài mà để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất. Còn những cái bài sau này thì tôi cảm giác như là cái màu nó khá là xem với nhau và nó chưa để lại cho tôi một cái ấn tượng gì đó nó quá nhiều. Thì tôi rất là mong là cái sản phẩm này sẽ để lại cho tôi một cái gì đó gọi là cái dấu ấn. Tại vì hiện tại chúng ta đi được phần nửa năm của 2023 rồi. Ok, không có thời gian nữa, chúng ta tới phần reaction thôi. Mà nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, biết rồi đó, lên thuyền và bấm nút like cho cái reaction video này đi. Và đừng quên để lại nút subscribe cho cái channel này nữa. Nếu các bạn là một fan của Rubber, ok, đừng có quên nhé. Nhớ check vào địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram của tôi. Ok, let's go. Trước khi bấm play, biết làm gì rồi đúng không? Đi lấy nước đi. Always stay hydrated guys. Đây không phải là quảng cáo, chỉ muốn nhắc nhở mọi người về cái việc uống nước thôi. Đi uống nước, đi lấy nước đi. Uống một ngụm rồi chúng ta bắt đầu thôi nè. Let's go. Deadline à. Hiện tại thì tại vì cái MV này vừa mới ra một tiếng trước nên là tôi nghĩ là chưa có bỏ CC vào hay sao á, nên là không có, nên là ok, let's go. Ê, cô rapper tới đi mày. Let's go. Nè mà lắm nước hay lại là tay đến lại, nó sẽ tốt như dây thừng. Hồi thanh số cho kịp sự em mang về cả đám tụi tao ăn mừng. Có tính nghe về khoảng thời gian này khó hợp lý rồi nè. Thế mà cứ thế nhận lệ, thử tin tao tao nè. Nhờ tên đâu không cần cả sao hay về cái gác của tao đang hợp. Sổ tụi tao còn dọn quần áo hằng ngày của tao tình như rì hợp. Chính có nhà tao đã cố gắng nhiều như thế nào. Từ đó chính là cùng ráng mạnh lại may mắn thôi sang bên anh. Và tất cả có đoạn ngon chờ đồ phố. Oh my god, this shit banger man. What the fuck? What? Tôi phải nhắc lại một lần nữa, tôi không phải là một rapper, tôi không phải là một người làm nhạc, tôi không phải là một người viết nhạc, tôi chỉ là một người nghe nhạc như đại đa số mọi người ở đây thôi, yêu hip hop, yêu âm nhạc, ngồi nghe với nhau thôi. Thì tôi đã nói rất là nhiều lần là nhạc của Rubber cũng như là cái style của Rubber sẽ đi theo cái style mumble rap, nên là nếu những cái MV hoặc là những cái sản phẩm của Rubber không để lyric vào thì nó hơi kén người nghe, và cũng như là đối với những người mà khó tính cũng như là những người mà thích cái dạng kiểu old school nhiều hơn á thì nó hơi khó tiếp cận. Nhưng mà đây là một trong những cái bài hiếm hoi mà tôi nghĩ là nó không cần lyric, nhưng mà nó chỉ cần những cái năng lượng tích cực như thế này thôi là đủ để chúng ta có thể ngồi nghe đi nghe lại rồi. Chắc chắn luôn cái bài này sẽ nằm trong cái Spotify để tôi nghe tôi đi tập for sure luôn. Oh my god.
Và hình như nãy tôi có check là sản xuất bài này hình như là ai nhỉ? Để xem lại coi. Bentley. Shout out cho my boy Bentley. Let's go. What? Oh my god. Nhưng mà về phần hình ảnh này hơi bể xíu nha. Dù đây là chất lượng nó đã mát xích. À chưa mát à. Ok xin lỗi, lỗi tôi. Đến lại nó sẽ tốt như dây thừng hỏi thành số cho kịp sự em ăn về cả đám tôi tao ăn mừng có tình nghĩa về khoảng thời gian này không hợp lý rồi nè để bất cứ thế nhân lệ thôi từng tao tao nè nhiều tiền đâu không cần cả sao hay về cả các cô tao đang hờ sợ tao tao còn dọn quần áo hàng ngày cô tao tình như rìa còn sẽ chết thông minh chúng tôi tao đã cố gắng đừng ngồi nữa đứng lên chỉ là cùng ráng mình lại may mắn thôi sang bên anh và tất cả có đó ngon chờ đâu phút mơ khi đi siêu tùy nhớ đến tên cô ta từng nụ cười lửa trên môi mà vì sống đã nâng cao vài thằng mừng sau nó muốn chơi tao kết thúc mỗi tương giao của thằng nào đủ tôi gắm bước chân tao thì hustle and rock và làm thế cho người lên mình hồi hustle and honor hustle and company hustle and power hustle and no mercy thì cầm bay ở giữa chân tao thì đừng hòng vùi lấp vị trí trong tao thì tao đi mua đồng hồ cha cha đó là Rolex mua cường chân hang mua Randy theo như nếu như còn đồ tôi supreme go tank yeah I want some more cha cha đó là Rolex mua cường chân hang mua Randy âm nhạc tao có hiểu lấy chương mặt tội vẽ sao anh tao là mẹ em cứ nhìn mà xem yeah em không cần lời khen yeah nhưng mà thị trường năm nay thay đổi yeah em bây giờ làm quen yeah mà em sang trả lời đêm tối thì xung quanh toàn màu đen yeah 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 bạn của tao thất bại pray for him kế hoạch rõ ràng mới xuống lệ thoát tim khát khao muốn kiếm tiền tham vọng tao còn thấy đắm chìm hustling kiếm vòng sáng nay tao mới nghe thằng chi nó thua crypto đâu nó ăn em gấp năm mấy cái đều lên gấp trăm nhất mày đừng sốc bồ mày đưa anh tao sắp bồ mày đưa như chắp bồ vì cô tao đang không lồ ho 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 tao chính là con rắn đã săn lùng những con số trải qua nhiều cay đắng nhưng không thể nào mà xuân hô tụi tao là người đã nắng lên lên cùng với giông tố hít thêm phải đường màu trắng từ nay có vây đắng đã có nhiều lần hao thắng trở về còn vô vắng xung quanh chờ này nên ăn thọc biết mình cần cố gắng thêm mấy nhà nhiều may mắn chắc chắn cho là rồi Let's go. Oh my god. Ê cú gấp bọn anh tới đây mày. À nãy tôi có nói là trong năm 2023 này ha là tôi chỉ ấn tượng với cái bài Dear Love và bài 22 2022 hả? Phải không? Nếu tôi nhớ không lầm cái tên nó lại vậy. Nhưng mà từ từ. Nhưng mà đây là, tôi nghĩ sẽ là cái bài hát tiếp theo mà để lại cho tôi ấn tượng từ rapper trong năm 2023 này. Và đây cũng là một trong rất là ít bài hát mà tôi nghĩ là nó không cần lyric. Đây là mấy ông không cần thấy cái lyric để mấy ông hiểu, thấy không? Mấy ông chỉ cần feel cái năng lượng từ rapper là được rồi. Ok. Thì như tôi nói, tôi không phải là một người làm nhạc, tôi mở một rapper hay gì đó, nên là tôi sẽ không có phân tích nhiều đâu, ok? Reaction mà, không phải là review, không phải là phân tích. Nên là ok, chúng ta nghe lại một lần nữa nào, let's go. Sốc bồ, mấy đứa em tao sắp phổ, ba đứa như chapel.
this shit banger, man. This shit fire. Oh my god. Mấy ông chỉ tìm thấy được cái năng lượng tích cực này từ cái channel của tôi thôi. Thật sự, nếu mà tính bây giờ, ok tôi nói luôn ha, nếu mà bây giờ tính là nghe nhạc đơn thuần và kiểu feel được cái năng lượng từ rapper thì tôi nói là tôi nói luôn. Chỉ có cái channel này mới làm được cái việc đó thôi. Không có cái channel nào ngoài kia có thể làm được được cái việc này á. Ok, đây là cái thứ mà không thể mua được, không thể làm giả được, không thể kiểu bắt chước được. Vì cái năng lượng của tôi là như vậy rồi. Và tôi mệt quá rồi. Nếu mà mấy ông chưa nghe qua sản phẩm này, mấy ông thích cái sản phẩm này, mấy ông có thể check vào cái đường link tôi có để dưới phần mô tả, ok. Và qua đây thì shout out cho Dirty Coin vì cái áo, vì cái nón này, ok. Cái reaction tôi đến đây thôi. Chắc chắn tôi sẽ download cái bài hát này về cái Spotify của tôi. No cap, shout out cho my boy Bentley. Echo Rubber anh tới nè mày, lên thuyền thôi nào, let's go baby. Cái reaction tôi đến đây thôi, ok. Đây không phải là review nên sẽ không có phân tích đâu, ok. Chỉ là phản ứng và cái cảm nhận của tôi thôi. Và hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Tôi không cần nói nhiều nữa, tại tôi rất là thích bài hát này. Tôi sẽ ngồi tôi nghe lại. Hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo, ok. Lên thuyền thôi. Nhưng mà khi always stay hydrated và peace and I'm out. Tận hưởng cái năng lượng tích cực này đi nào, ok. Tại vì bữa giờ chúng ta kiểu nghe nhạc dissing rồi kiểu beef đồ các thứ rồi, rất là tiêu cực rồi. Đây là cái nguồn năng lượng mà chúng ta cần, một cái năng lượng tích cực, ok, trong cái cuộc sống này. Let's go và peace and I'm out, ok, bye guys.